Hello mọi người, hôm nay mình mạo muội vào bếp với một món gọi là đặc biệt ha. Nay nhà đi vắng rồi, tự vào bếp. Rồi, mình các bạn muốn xem thứ mình làm món gì nha. Hôm nay mình sẽ mạo muội làm cái món cá mặn mà cá biển chiên nha. Với lại đây là chả cá sốt cà, đây là quyết nấu canh hẹ, ba món là được rồi. Trước tiên bây giờ là mình sẽ làm cá trước. Giờ cá cắt bỏ đuôi. Bỏ mang bỏ đầu nha. Người ta là phụ nữ đám rang, cái này là đàn ông đám rang nữa. Ông bà xưa thường nói muốn ăn là lăn vô bếp, mà muốn chết thì lết ra gò nè. Hôm nay mình muốn ăn thì muốn lăn vô bếp thôi. Kéo gì đâu, cắt con cá không biết kêu ghê. Cái là cá đã làm xong, giải quyết cái vụ này. Rồi, chả cá cũng xong. Đây là quyết heo nha. Hẹ. Người ta vừa hẹ. Rồi, để đây cho nó ráo nước. Một hồi nữa là mình nấu xong hết. Nước sôi là bỏ hẹ vào. Hẹ mình cắt khúc khúc ra cho vừa ăn thôi nha các bạn, cắt xong rồi để vừa ăn thôi. Khoảng tầm 3 cm, 3 đến 4 cm. Biết thì cắt miếng ra cũng vừa ăn. Vừa gấp để vào miệng ha. To quá tràn miệng. Rồi, ok. Tất cả nguyên liệu chuẩn bị sẵn sàng. Rồi, mình sẽ chiên cá trước. Cho dầu ăn vào. Quá thơm.
Ê, cá chín rồi, bây giờ mình sẽ đổ sốt cà chua vào nha. Đây là sốt cà chua. Mình hấp dẫn. Quá hấp dẫn. Nhìn thấy thôi là ngon rồi, chưa có ăn, ăn là ngon biết bao nhiêu. Hấp dẫn quá. Đây, canh huyết nấu hẹ cũng đã chín rồi nha các ngon quá trời ngon luôn. Canh huyết nấu với hẹ. Hẹ. Huyết. Tuyệt vời. Ok, tất cả mọi thứ đã xong, bây giờ chỉ có việc ăn thôi. Thử thử vừa không? Ngon quá. Tuyệt vời. Ngon lắm luôn á. Thôi, nấu xong rồi bây giờ là chỉ ăn thôi. À, xin chào tất cả mọi người nha. À, mọi người nếu có yêu quý kênh thì ủng hộ kênh cho mình nha. Nhớ đăng ký, subscribe nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.